Tất cả dòng xe của Merc thì gần như là mẫu xe C-Class thì gần như là có một doanh số cực kỳ ổn định. Bởi vì sao? Về thiết kế cũng như là mức giá của em nó cực kỳ êm so với cả E hay là S. Và ngay cạnh em đây là chiếc Mercedes 300 AMG sản xuất 2019, cuối 2019 nên là mang cho mình model 2020. Có thể thấy là mặt tổng quan thiết kế nó sẽ mang trong mình rất là nhiều những cái đường cong này cực kỳ đẹp, nó sẽ hơn thế hệ tiền nhiệm trước. Ở đây chúng ta sẽ có đẹp hơn nữa, đó là mặt ca lăng sao rơi nhá các bác nhá, cực kỳ nổi trội luôn. Logo Merc thì vẫn vậy rồi, đi kèm nữa của C300 nó sẽ là bởi tự động xu. Chúng ta sẽ vẫn là trang bị hệ thống đèn multi beam LED chiếu sáng nơi góc lái. Và thường thì người ta hay so sánh hệ thống đèn của multi beam LED và hệ thống đèn magic LED của Audi. Nhưng mà đối với cá nhân em thì đèn của magic LED Audi sẽ không bao giờ bằng được hệ thống đèn multi beam LED của Merc nhá. Bởi vì sao? Đây, ba chấu ở đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ khi mà bật đèn ấy, nó sẽ chiếu sáng nơi góc lái, đánh lái cực kỳ mềm mại luôn, như là có một mắt người vậy. Ở phần tổng quan cản trước thì chúng ta sẽ thấy được là cái phần hốc gió này nó sẽ sáng hơn rất nhiều so với là phiên bản trước của nó. Sáng hơn bởi vì sao? Hốc gió này cực kỳ lớn. Mà thiết kế nữa, chưa kể là chúng ta sẽ đi kèm được rất nhiều các cảm biến quanh xe, cực kỳ nhiều cảm biến luôn. Bộ phần mâm lốp thì chúng ta vẫn sẽ là trang bị bộ mâm lốp 18 inch nha các bạn nhá. 18 inch và đi kèm với là bộ mâm phay đa chấu, ống 5 chấu thôi các bạn, 5 chấu thôi. Cực kỳ thể thao, cực khỏe khoắn luôn. Chúng ta cơ sở thì là tương đối rồi, Merc mà nó sẽ nhỏ hơn E và S rất là nhiều. Ta sẽ có là bộ gương ở đây là gì? Bộ gương tích hợp LED bỏ rẽ trên gương này, báo cảnh báo điểm mù này, chưa kể là chúng ta cam 360 nữa. Đó, các bác đến phần đuôi xe cùng em. Ở phần đuôi xe chúng ta vẫn trang bị đó là hệ thống đèn full LED hai bên, cực kỳ đẹp rồi. Đây các bạn thấy là nhìn qua, nếu mà so sánh phiên bản trước sẽ không khác nhiều đâu, nhưng mà các bạn thấy là để hai chiếc xe cùng đây, các đường cong cực kỳ mềm mại rồi, mềm mại hơn rất nhiều so với phiên bản trước. Còn cốp nhá thì sao? Một chạm tất nhiên là điện sẽ nhẹ nhàng rồi. Khoang cốp vẫn là rộng rãi này, nó sẽ hơi thấp một chút nhưng mà vào làm sedan thì sẽ không đòi hỏi được nhiều. Ở dưới đây chúng ta sẽ có lốp theo xe còn rất là mới. Đó. Ở trong khoang nội thất thì sao? Các bạn thấy là một khoang nội thất cực kỳ sang trọng, toát lên một vẻ đen huyền bí luôn. Xe màu xanh carbon sai. Và bên trong nội thất thì đen hoàn toàn. Đen này hoàn toàn ở đây. Chúng ta điểm nhấn thêm chúng ta sẽ có được là các chi tiết ốp gỗ đen nữa nhá. Gỗ đen ở đây cực kỳ chất luôn các bác ạ. Gỗ sần luôn nhá, gỗ thật và cực kỳ đẹp. Chúng ta sẽ có thêm đó là phần đồng hồ công tơ mét ở đây, là đồng hồ cơ ấy của Merc, cực kỳ đặc trưng. Điều hòa thì sẽ không đánh giá cao. Điều hòa thường thì của phiên bản AMG nó sẽ là điều hòa hoa văn, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, nhưng mà điều hòa trên này chúng ta sẽ có là như một phiên bản thường vậy. Nhưng mà đặc trưng ở đây thì em vẫn sẽ thích là loa Boomaster của chiếc xe này nhá. Ở phiên bản Merc nào thì cũng vậy, loa Boomaster là một thể hiện đẳng cấp cực kỳ rồi. Với hệ thống loa như thế này thì trải nghiệm âm thanh phải nói là cực kỳ sống động. Còn phần táp lô táp ly thì thấy là đen hoàn toàn, toát lên một vẻ rất là đẹp. Trên này chúng ta sẽ có được gương chống chó chủ động này, bò viền rất là nét luôn. Nó sẽ hơn cái phiên bản khác là có thể thấy là độ vuông chúng ta sẽ được bo tròn góc cạnh này. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống đèn là vẫn là chạm thôi. Trên này thì là một cửa sổ nhỏ, không được quá lớn. Ở đây chúng ta sẽ có được là độ hoàn thiện nhất định ở trên một mẫu xe AMG như thế này rồi. Còn phần vô lăng thì sao? Vô lăng chúng ta sẽ có được là vô lăng chỉnh điện này, chắc chắn rồi, vô lăng vắt đáy của AMG. Đây thể rất là thể thao, full chức năng rảnh tay trên này, điều chỉnh cảm ứng hết. Trên màn hình công tơ mét thì là full LED, thì em đã đăng để chế độ Sport. Ở trên này chúng ta có rất nhiều chế độ nhé, Dynamic này, Eco này, Sport, Sport cộng hay là Individual. Ở đây chúng ta sẽ có là màn hình cỡ vừa, nhưng mà ở đây lại thiếu mất chúng ta là màn hình cảm ứng. Thì bù lại chúng ta sẽ được cái patch này cảm ứng cực kỳ nhạy nhá. Chúng ta sẽ được cảm nhận là body torque hay là cảm nhận bình thường vật lý như thế này thôi. Có một điểm rất là thú vị nữa, bởi vì sao? Ở hệ thống đèn của Merc luôn luôn là chúng ta có thể thấy là tạo một độ sang trọng nhất định. Đây, thì thấy là em đang để màu đèn ánh đèn tím full LED toàn bộ quanh xe. Khi mà trời tối ấy, hệ thống đèn LED như thế này phải nói là cực kỳ sang trọng. Ở sang khoang xe như thế này, full đèn LED từ trước ra ghế sau, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Còn hệ thống chỉnh ghế điện thì đương nhiên rồi, Merc luôn cho chúng ta một cảm giác cực kỳ gần gũi. Bởi vì đây, ba vị trí nhờ ghế này, ta có thể điều chỉnh ghế ở ngay trên cửa. Còn phần này chúng ta sẽ thể thấy là bao quát được khá là rộng rãi thoải mái ở trên một vị trí ngồi như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có thêm là hốc để đồ với hai cổng USB, một
đầu thẻ nhớ SD. Khoang cốp để đồ này khá là rộng đấy các bác nhá. Là một mẫu xe C-Class cao cấp nhất của phân khúc rồi. Chúng ta sẽ được trải nghiệm một khoang ghế ngồi cực kỳ rộng rãi thoải mái. Và là có option nữa, đi kèm nữa, chúng ta sẽ thấy là rèm trên đắng là rất là đẹp. Ở đây là Roadmaster ở ngay cửa này. Em kéo rèm lên, các bác có thể thấy được là hệ thống đèn LED bao quanh xe sẽ sáng hơn rất là nhiều. Phần bệ tì tay vẫn là tối giản thôi, vẫn là hốc để đồ, vẫn là hốc để cốc, đóng mở nhẹ nhàng. Ở phần điều hòa ở đây chúng ta sẽ được nâng cấp lên rồi. Chúng ta nâng cấp lên là điều hòa hai vùng cực kỳ tinh tế ở đây. Mạ chrome này và là màn hiển thị rất là sắc nét. Em bật gió và bật chế độ ở đây. Bật tắt ở đây nữa. Bật phát là mát luôn. Cái khoang ghế ngồi rộng rãi như thế này, trải nghiệm cho chúng ta là cực kỳ thoải mái. Đã lăn bánh hơn năm mặn mai, nhìn chung thì nội ngoại thất của chiếc xe vẫn còn cực kỳ mới và là phiên bản cao cấp nhất của C-Class C300 AMG màu xanh carbon size nào nghe em đây. Sản xuất 2019 phải nói là cực kỳ mới với model 2020 như thế này. Và với mức giá cực kỳ yêu thương nữa, chỉ hơn 1 tỷ đồng một chút, các bác sở hữu ngay cho mình một chiếc xe đến từ nhà Mercedes. Và quan tâm có thể qua ngay địa chỉ Âu Gia Huy nằm ở số 5 Nguyễn Linh, Long Biên, Hà Nội. Cùng mình xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.